thoát khỏi thiếu máu não, hoa mắt chóng mặt và 10 thực phẩm vàng. Thiếu máu não là một căn bệnh phổ biến ngày nay. Nó không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà để lâu rất nguy hiểm. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn thường xuyên 10 thực phẩm sau đây để đẩy lùi căn bệnh này. Thứ nhất, cải bó xôi. Cải bó xôi rất giàu canxi, vitamin E, B9, E và C, sắt, chất xơ và beta-carotene, rất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, theo nhiều nghiên cứu cho thấy, trong 1/2 chén cải bó xôi luộc chứa 3,2mg sắt và chiếm khoảng 20% nhu cầu sắt cho cơ thể phụ nữ. Chính vì vậy, đây là loại rau lá xanh rất tốt để giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu não. Thứ hai, thịt đỏ. Hàm lượng sắt cao trong các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt trâu, thịt cừu đều rất tốt cho người bị thiếu máu não. Ngoài ra, một số loại thịt gia cầm khác như thịt gà cũng chứa sắt nhưng ít hơn. Thứ ba, gan. Gan của các loài động vật như gà, heo, bò, cừu đều chứa hàm lượng sắt cao, có lợi cho người bị thiếu máu não. Trong đó, gan bò là giàu sắt nhất. Theo tính toán, trong 100 gan bò có thể cung cấp tới 6,1mg sắt. Thứ tư, cà rốt. Hàm lượng lớn beta-carotene trong cà rốt và các vitamin E, B, C, D, E cũng như các loại chất khác như acid folic và canxi, sắt, kali, magie, phosphor trong thực phẩm này có khả năng trở thành loại thực phẩm giúp bổ máu não hàng đầu. Thứ năm, mật ong. Ngoài việc chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, mật ong còn là thực phẩm tốt cho người bệnh thiếu máu não. Có được điều này là bởi trong mật ong rất giàu sắt. Không chỉ vậy, mật ong còn chứa đồng và magie giúp tăng đồng độ hemoglobin trong cơ thể. Thứ sáu, hải sản. Các loại hải sản phổ biến như tôm, cua, hàu, nghêu, sò chứa rất nhiều sắt, rất tốt cho những người đang gặp tình trạng thiếu máu não. Ngoài ra, một số loại cá như cá thu, cá nục, cá hồi tươi, cá rô, cá ngừ, cá gố cụ đều có hàm lượng sắt rất cao. Thứ bảy, trứng. Không chỉ là thực phẩm chứa hàm lượng protein cao, trứng còn rất giàu chất chống oxy hóa. Những chất này có khả năng hỗ trợ việc tích trữ vitamin trong cơ thể khi đang bị thiếu máu. Theo tính toán, với một quả trứng to có chứa 1mg sắt, nếu mỗi ngày ăn một quả trứng sẽ giúp cơ thể bạn không gặp tình trạng thiếu máu. Ngoài ra, trong trứng chứa rất nhiều vitamin nhóm B, bao gồm vitamin B6, vitamin B12, acid folic, vitamin B9. Các vitamin này có khả năng ngăn ngừa teo não và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Thứ 8. Bơ đậu phộng. Nhờ chứa nhiều sắt nên nếu thêm bơ đậu phộng trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp chống lại bệnh thiếu máu não. Thứ 9. Quả hạch và hạt. Các loại hạt như hạt điều, hạt bí, hạt thông, hạt hướng dương, quả hồ chân, hạt cây gai dầu cũng chứa hàm lượng sắt cao, cho dù là hạt thô hay đá rang lên. Thứ 10. Đậu. Không chỉ là thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng, trong một số loại đậu như đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, đậu Hà Lan, đậu mắt đen, đậu cúc đều chứa hàm lượng sắt cao, tốt cho người thiếu máu não.